Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh họp trực tuyến với 161 điểm cầu, các xã, huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, công tác rà soát, cách ly, xét nghiệm đối với những đối tượng có liên quan đến bệnh nhân 785 được thực hiện nhanh chóng, tích cực. Đến nay đều có kết quả xét nghiệm là âm tính. Hiện toàn tỉnh đang cách ly 1.500 trường hợp. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã lây lan tới 14 tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là trước ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương với 3 ca dương tính chưa rõ nguồn lây. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, phát huy cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tăng tốc thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca bệnh 785 và những ca bệnh của Hải Dương. Tiến hành ngay việc cách ly y tế theo quy định, lấy mẫu thực hiện, xét nghiệm và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe. Mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho việc thu dung, điều trị các trường hợp mắc bệnh, triển khai áp dụng các quy trình phân luồng, phân tuyến, tránh lây lan trong các cơ sở y tế, tăng cường phối hợp trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19, tăng cường năng lực thành lập kiện toàn các tổ đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên từng địa bàn cho từng khu phố, từng hộ gia đình. Đặc biệt là các khu chung cư, các doanh nghiệp, khu công nghiệp phải tích cực tự kiểm tra công tác phòng chống dịch, chuẩn bị cho cả phương án giãn cách xã hội, nên dừng hoạt động các quán karaoke. Trong tuần tới phải có sự kiểm tra liên ngành tới từng cơ sở, từng địa phương. Mọi người dân cần chủ động phòng chống dịch, khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.